Chào các bạn, chào tất cả anh chị. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn của anh chị cái cách mình tạo một cái câu solo dựa theo giai ngũ cung mà nó chạy trên cái dòng hợp âm có sẵn ha. Rồi để mình làm cái câu intro, câu gian tấu rất hay các bạn. Thí dụ mình có một dòng hợp âm la thứ, cái mình qua rê thứ, qua son trưởng, qua đô trưởng, qua pha trưởng, về mi trưởng 37 cái gì là nghe, tức là dòng 1 4 7 3 6 5 về 1 á, bỏ bậc 2 trong ngũ cung mình chạy, mình không cần bậc 2 nó, phải không bạn? Rồi vậy cái cách mình chạy cái câu âm dây ngũ cung từ hợp âm này qua hợp kia mình chạy sao các bạn? Nó đơn giản lắm các bạn. Chạy trong ngũ cung thì có 5 nốt à. Ví dụ như hôm nay mình chia sẻ với bạn cái tông mẫu là la thứ, thì ngũ cung la thứ nó có 5 nốt gồm la, đô, rê, mi, son. Nó không có nốt si và nốt pha. Nhớ nha, nó không có nốt bậc 2 là si, nó bậc 6 là pha, mà nó chỉ còn có 5 nốt: bậc 1, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 7, tương ứng với cái nốt la, đô, rê, mi, son. Thì mình chạy từ hộp âm này qua hộp kia, mình rớt vô 105 nốt đó là ok bạn. Đừng chạy rớt ra hai cái nốt si và nốt pha là không được nha, là trượt ra ngoài ngũ cung, hiểu các bạn ha. Thì vậy thì ví dụ mình vô la thứ hai nhịp, vô la và mình dậm chân ta dỗ, thì mình chạy lên trong la thứ sao, mình muốn chạy sao chạy, mình rớt vô nó la, nó đô, nó mi là được ha. Rồi bây giờ từ la thứ qua rê thứ, mình chạy mình rớt vô nó nào được, rớt nó rê hoặc nó la là được. Trong la, trong rê thứ nó cấu tạo là rê pha lá, thì nó pha này là trong ngũ cung la thứ nó không có nó pha, nên mình chạy mình né nó pha ra ha, mình chạy mình rớt nó rê là ok, hoặc nó la. Thì từ la thứ qua rê, mình rớt nó rê là ok, nếu rớt nó la vẫn được các bạn, nhưng mà đây mình chọn rớt nó rê. Và từ la qua rê và từ rê qua son trưởng, vậy từ rê qua son trưởng mình rớt cho nó nào được, tức là cái mình vô cái nhà hàng son trưởng mình rớt mình vô nó nào được, thì hàng son trưởng cấu tạo nó là son si rế, thì bạn vô được hai cái nốt là nó son và nó rế, chứ nó si là không có trong ngũ cung la thứ nha bạn, hiểu không bạn? Tại vì ngũ cung la thứ đâu có nó si đâu, chỉ có là đô rê mi son thôi, nên mình từ rê thứ mà qua son trưởng thì bạn rớt cho nó son hoặc nó rê được, mà từ mà nãy mình mới chọn nó rê, bây giờ mình chọn rớt nó son. Và từ son trưởng về đô trưởng thì các bạn rất nó được, đô trưởng thì nó cấu tạo gồm đồ mi son, đồ mi son thì đồ mi son nó có trong ngũ cung la thứ hết, mà muốn rất nó nào cũng được hết, mà nên mình chọn nó mi ha. Rồi từ đô trưởng về pha trưởng, tuyệt đối các bạn không rớt cho nó pha nha, tại vì nó pha là trong ngũ cung la thứ nó không có nó pha, nó tha pha là bậc 6 của la thứ, của cung la thứ, mà trong ngũ cung la thứ nó không có nó pha, nó trốn nó pha, nó chỉ có là đô rê mi son thôi, không có nó pha. Thì mình đừng chạy vô cái ngõ nó pha, mình chạy vô cái nốt la hoặc nó đô, các bạn mình né nó pha ra để mình đi mới đúng âm dây ngũ cung, chứ mình rơi nó pha thì nó thành ra cái âm dây tự nhiên rồi, chứ mà là âm dây ngũ cung nữa ha. Rồi từ pha trưởng về mi trưởng 37 thì các bạn rớt vô nốt mi hoặc nốt rê, vì trong ngũ cung la thứ nó có nốt mi và nốt rê, là đô rê mi son ha, nó có mi và nốt rê, thì mình đây mình chọn rớt nó rê. Và từ mi bài rưỡi 7 về la thứ, đó là hết câu, và mình chọn rớt nó la. Đại khái mình thấy mình đi vậy mà, thì thử câu ha, dù như la thứ hai con nhịp, mình dậm chân mà chỗ rồi con nhịp này mình chọn câu đi, hỏi mình nhớ mình chạy mà xong kiếm hộp bích hai cặp với em xong á đó. Mình vừa đó mình làm câu la đô rê mi son la đô la, thứ á, mình dạy trong hộp là thứ, ví dụ là chát bùm chát bùm la đô rê mi son la đô la. Rồi từ la qua rê à, đó mình có quyền nói nó la nữa cũng được, nhưng mà mình chọn nó rê ha, các bạn cũng muốn chọn nó rê nó la cũng đang được. Rồi từ rê thứ mình chạy qua son trưởng, la chạy qua rê, rê qua son, thì rê qua son trưởng, giờ mình rớt cho nó nào, mình rớt nó son hoặc nó rê, mà giờ mình mới rớt nó rê rồi, giờ nó rê nữa thì dở, mình rớt nó son, à son trưởng. Rồi từ son trưởng mình chạy về đô trưởng, thì đô trưởng nó có nó son, son mi, đô mi son,
thì đồ mi xón là nó có hết trong cái ngũ cung la thứ, bạn muốn rớt nó nào cũng được. Ở đây mình chọn rớt nó mi ha, cái son nè, đó rớt nó mi đồ trưởng ha, mình chọn rớt nó mi. Rồi từ đô trưởng mình đánh một vòng, con chạy về pha trưởng. Vậy mình chạy những cái nó nào, mình chạy trong âm dây ngũ cung thôi, nhưng mà không được rớt nó pha, tại vì ngũ cung la thứ không có nó pha, mình rớt cho nó la hoặc nó đô được. Cấu tạo của pha trưởng là pha la đô, thì bạn rớt cho nó la hoặc nó đô thì được ha, đừng rớt nó pha nha. Rớt nó pha là thành mình chạy âm dây tự nhiên trong âm dây ngũ cung nữa, mình đang chạy âm dây ngũ cung đó. Vậy là từ đô trưởng nè, mình chạy về pha trưởng thì mình chạy mình rớt về nó la hoặc nó đô. Ở đây mình chạy về mình chọn rớt thì nó la nha bạn, mình chạy đại coi đại rớt gì pha trưởng ha. Rồi từ pha trưởng qua mi, qua mi trưởng 17 thì mi trưởng 17 thì mình rớt cho nó mi nó rê được, bị hai nó có này, hai nó này nó có trong âm dây ngũ cung là thứ, còn nó si cũng được các bạn, nó si thì không có, nó son thang cũng không có, mình chạy về nó mi còn nó rê ha. Rồi đó, đó mình chạy về chạy nó rê, nhưng mà mình đang chơi hợp âm mi 7 của mi trưởng đã mi. Chạy về bằng mi bảy mới có nó rê, chứ mi trưởng có nó rê nghe đó, mi thứ bảy cũng có nó rê, hoặc mi thứ hoặc mi bảy đó. Rồi mình chạy về, rồi từ mi chạy về la, mình chạy sao thì mình chạy về nó la được đó. Bây giờ mình chạy nguyên câu cho bạn nghe nha, ví dụ như họ đầu la thứ hai không gì phải, còn mấy cái kia mà không gì hết, la con đường xưa em đi, tình ngăn đôi bờ, về nông trường Phú Đông, hay là gió về miền xuôi, hay tình yêu dòng sông Quan Họ, nói chung những bài có mang âm hưởng quê hương tí xíu á, bạn đưa làm tạo cái câu ngũ cung chạy rất là hay. Tóm lại cái cách mà để mình tạo câu ngũ cung các bạn, thí dụ thì mình tạo một cái câu solo mà bằng âm dây ngũ cung ha. Từ hợp âm này mình chạy qua chuyển hợp âm kia thì mình biết là ngũ cung nó có 5 nốt. Ví dụ tương hôm nay mình lấy minh hụ la thứ mình minh họa, các bạn mình tập nhường nhuyễn la thứ rồi muốn dịch qua các âm khác chơi nha. Nhưng mà ý mình nói là ví dụ như từ la thứ mà chạy qua rê thì bạn chạy trong 5 nốt ngũ cung thôi, nhưng rớt vô rê thì bạn rớt vô nó rê được, tại rê rê thứ nó có rê, nó có pha, cấu tạo rê thứ là rê pha lá, mình đừng chạy nó pha nha, chạy nó pha trớt quất luôn á. Mình chạy âm dây thường chạy vô pha được đó, mình chạy âm dây thường
Còn mình chạy dây mình chạy mà bằng cái dây ngũ cung là mình sẽ né nó pha, tại vì trong la thứ ngũ cung nó không có nốt pha bậc sáu ha bạn, nó bỏ nó bậc hai và nó bậc sáu, nên từ la qua rê thì mình đỡ nó rê và nó la dạng được nha. Ý mình chia sẻ bằng cái cách giả tạo á, có thể các bạn mình nhạy bén, các bạn mình tư duy, các bạn sáng tạo, mình tạo hay hơn mình. Hồi nãy mình tạo là ý là mình tạo vậy á, còn các bạn của mình có quyền tạo khác, nhưng mà ví dụ từ la chạy qua rê thì các bạn có quyền chạy, bạn có thể chạy một tiết tấu khác chạy xong, nhưng mà miễn rồi rớt nó rê, còn nó la mới được nha, không được rớt nó pha. Và từ rê qua son thì các bạn chạy rớt nó son cũng được, nó rê cũng được, không được nó rớt nó si, tại nó si trong ngũ cung là thứ không có. Và từ son trưởng bạn chạy về đô thì đô trưởng nó cấu tạo là đồ mi son, thì là ngũ cung là thứ nó có đồ, có mi, có son, có hết rồi, sao thì muốn rớt nó nào cũng được hết vậy. Nhưng mà mình chọn rớt cho nó nào nghe nó hợp lý và nghe nó thuận trong cái câu thì mới hay, mà câu đang phát triển tới đó mình chọn cho nó nghe nó nghịch thì nó không hay. Và từ đô trưởng về pha trưởng, các bạn nhớ thì tuyệt đối không được rớt nó pha, tại rớt nó ngũ cung là thứ đó của nó pha đâu, thì mình phải rớt nó la hoặc nó đô. Cấu tạo của pha trưởng là pha la đô, mình rớt kiểu pha la hoặc đô là được. Và từ pha trưởng mình về mi thứ bảy hoặc mi bảy thì nó có nó trong mi bảy hoặc mi thứ bảy thì nó có nó bi và nó rê, thì bạn muốn rớt nó nào cũng được ha, không được rớt nó son nó xì nha, rớt nó son nó xì không có trong, không được son thăng không có trong ngũ cung la thứ, nó son thăng nè, mà si cũng không có trong ngũ cung la thứ, thì tại si bậc hai của la ngũ cung la thứ nó không có si, thì mình được rớt cho nó mi hoặc nó rê, hiểu các bạn. Rồi từ mi bảy hoặc mi trưởng nó mình chạy về la, rớt nó la là ok. Rồi mình làm lại một vòng coi mình nghĩ ha, la thư hết câu.